Chị ơi, ơi, chị có con xe nào mà chạy dịch vụ được không? Mà lại chị thích có xe gì nhập khẩu đây, cơ. mấy chỗ đây đây, Innova Để nhiều, chỗ Innova không, nhưng mà 5 chỗ thôi. 5 chỗ thì thích sáng tự động, Tự động đi, em định động đi thì tự đứng đây động luôn cho này, nhàn chân. tự động thì thích nhà chân thì em này luôn, vừa tự động vừa chạy được hoa cưới hỏi luôn, 1.4 Con này Accent, là Hyundai à? Nhưng mà là Accent, à, Accent là Accent nhập khẩu từ Hàn Quốc, biển 34 luôn, lại còn màu trắng. Con này thì lên được pha bi cầu này, giá đẹp nét này. Pha bi cầu biển 34 bánh đậu xanh luôn nhở. Quê Hải Dương chị Hương luôn. Quan trọng là con này nó chỉ có hơn 3 đồng tí nhẹo thôi, loanh quanh 3 đồng thôi, 211. Quanh 3 đồng đúng không? Đây. 211 à? Ôi, Đây. nội thất ghế da này chắc là bác Cái này chủ là bọc lại, bọc lại đúng nó không? trẻ trung hơn, củ số phanh tay rất là đẹp em nhé. Có màn hình cam hành trình rồi. Bản này thì chưa có cửa lốc nhưng mà đầy đủ máy eco, Có cả 1.4 cam hành tiết trình kiệm. này. Quan trọng là số tự động, đúng với tiêu chí của em không? Số tự động. Em cũng thích Đây. mà được cái màu trắng thì cũng Nội mình thất cũng thì chạy được được xe đúng không? hoa đấy chị nhỉ. Nếu như con này mà đi vừa dịch vụ vừa xe hoa quá là hợp lý luôn. Giá thì có hơn 3 đồng, loanh quanh 3 đồng tí đi đi thôi. Nhưng Vào hồ mà em sơ. thấy số tự động thì chạy nhàn chân thật đấy. Đấy. Nhưng mà hay là chị xem có con nào mà số sàn không? Số sàn Số chạy sàn xong nó thì khỏe mình à? chạy i10. Đây cứ i10 quay à? một lượt cho các bác xem này, cảm biến này, lốp này, xong hết quay con này sẽ quay cho em con i10 mới về bán đủ. Như Accent này là 320, bao hồ sơ còn bớt đấy, quay chi tiết cho bác nào thích tự động vừa Còn dịch bớt nữa vụ đúng được. không? Nếu mà Hải Sedan nhập Dương bao vào tên luôn không chị? bao luôn, kể cả không Hải Dương trừ Hà Nội ra thì đâu chị bao vào tên được hết. Hà Nội bây giờ Bao chuyển vào đổi tên vùng, luôn đúng con này biến tính mà, không? Đấy. lên thành phố ấy thì nó phải đổi chuyển đổi đây nhá. Bác nào thích tự động màu trắng vừa dịch vụ gia đình vừa chạy hoa cưới hỏi được, mà thích tự động nhập khẩu thì em có chiếc này 320 triệu bao hồ sơ. Còn nếu như thích số sàn thì sao, bên đây em có Số thêm một chiếc sàn xe mà con nào i10 mà chạy được dịch vụ ấy chị ạ? đây, À? chiếc này Con này i10 không số biết sàn 2014 luôn, nhưng mà động cơ bao nhiêu, chạy được dịch vụ không? 1.0 thôi, À 1.0 1.0 thôi thôi, đúng biển không? 99 Bắc Ninh, nhưng bản đủ nhá. Bản đủ của i10 ngày hôm nay chỉ có 225 triệu thôi. Ui, 225 Em triệu bìa thôi đúng xi không? nhan gương nhá, phím mở một trạm nhá. Màu Cam bạc kết này. là không quan đục và không đổi màu, lên full đồ rồi. Đây em nhìn đây. Có màn hình này, trần lỉ zin bọc ni lông này, nội thất rất là đẹp luôn. Đấy, sơn Nội si thất. sạch sẽ, máy số thì ngon, nếu mà em thích thì có con này nhá. Con Quan này trọng là xe thì nhập ấn 214 xe nhập bản ấn luôn đủ. đúng không Đúng chị? rồi, la răng 214 đúc đẹp bản đủ nhá. đúng không? Và đối với bản đồ sẽ có túi khí này, cảm biến này, phanh ABS hai bánh trước. Em này thì không cầm chìa khóa rồi, đây, cảm biến phía sau đây. Nói chung là loanh loanh quanh mà đi số sàn thì em hợp lý nhất, sơn si đẹp, máy số ngon, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Em này đăng kiểm cũng còn em này đăng kiểm gần hết rồi. Còn hơn chục Thế, ngày nữa thôi là vậy bao thì đăng kiểm mới một bao đăng năm nhé. kiểm mới luôn đúng chị? 225 triệu bao hồ sơ, bao đăng kiểm mới, nếu bác nào thích i10 2014. Còn thích Innova hay thích Cờ Đu thì các bác đăng ký kênh. Một chút em Hương sẽ lên sóng tiếp nhé, đăng ký kênh các bác nhé.